Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Tại Pháp thì có rất nhiều những thương hiệu audio nổi tiếng, nhưng với một thương hiệu nổi bật chuyên sản xuất đầu CD và các thiết bị DAC, DAC đó, và các thiết bị streaming, đó chính là Metronome, một trong những thương hiệu làm những sản phẩm high-end rất thành công cho tới ngày nay. Với những sản phẩm của họ thì xuất hiện hầu hết tại các những cái kỳ triển lãm, rất nhiều hãng sử dụng đầu của Metronome để tham chiếu và trình diễn tại những cái kỳ triển lãm. Và hôm nay thì Bà Hồng Audio sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu này, đó chính là một chiếc đầu CD tích hợp DAC và có thể chơi đĩa CD cũng như là SACD. Có model là AQWO. Đây là một sản phẩm có thể nói rằng có độ hoàn thiện rất là nghiêm túc và chỉnh chu. Họ có một cái khẩu hiệu rằng 100% sản phẩm của họ đều được sản xuất tại Pháp đó, và được nghiên cứu cũng như là làm thủ công trực tiếp tại nhà máy của họ. Cho nên là hoàn toàn yên tâm về chất lượng linh kiện bên trong cũng như là chất lượng hoàn thiện của những sản phẩm đến từ thương hiệu này. Đó. Để nói về thiết kế của Metronome thì họ có gần như là một cái ngôn ngữ thiết kế rất là đẹp và chung cho tất cả các mẫu CD của mình. Và chiếc đầu hôm nay thì chúng ta là một chiếc đầu mặt silver, mặt phay xước nhôm kết hợp với lại nhôm sần ở phần mặt tiền, rất là đẹp. Đó, nó sẽ nhìn cho chúng ta một chiếc đầu rất là hiện đại và sang trọng. Đó, phần mặt này thì làm một tấm nhôm nguyên khối rất là dày. Đó, bên tay phải sẽ có logo của Metronome. Đó, và phần mặt chính giữa thì sẽ có chia ra làm 3 phần. Hai bên hồi thì là nhôm phay xước, được làm phay xước. Đó, còn ở chính giữa thì được làm nhám. Nó nổi bật cái phần chính giữa với lại hai phần hồi này. Đó, còn nắp của máy thì sử dụng một tấm kim loại được phủ sơn đen nhám. Trên nóc thì sẽ là một cái cửa đĩa bằng một cái nắp nhôm phay xước silver và có logo của Metronome ở trên đây. Cái thiết kế cửa đĩa ở trên nóc này nó cho chúng ta thấy một cái cảm giác rất là high-end, tức là nó xịn và nó rất là sang. Đây gọi là cái cửa đĩa top loading. Đó, và hầu hết thì những cái dòng high-end hay là ultra high-end thì đều ưa thích những cái mẫu mã thiết kế cái cửa đĩa dạng như này. Đó, và với Metronome AQWO thì có một cái kích thước khá là phổ thông. Đây gọi là cái size phổ thông để có thể phối ghép đặt với lại nhiều dòng âm ly hay là pre-pound trên thị trường. Đó, nó có chiều rộng ngang là 42,5 cm, chiều sâu là 41,5, chiều cao khoảng hơn 13 cm và nặng thì khoảng tầm 15 kg. Đó, để nói về Metronome thì đây là một thương hiệu chỉ tập trung làm đầu CD phát nhạc số cũng như là DAC. Họ chỉ tập trung nghiên cứu và phát triển, cho nên là họ rất thành công trên thị trường và được đánh giá rất cao so với các đối thủ cùng phân khúc, bởi vì họ không làm lan man nhưng mà họ làm tập trung vào, với cái thành công của họ rất là rõ rệt. Đó. Với một chiếc đầu được thiết kế hiện đại và sang trọng như này thì họ đã trang bị cho chúng ta một chiếc màn hình rất là to ở chính giữa, lên tới là 6,5 inch. Nhiều anh em thắc mắc rằng đầu này tại sao lại không có nút bấm, thì nếu như lạc mất điều khiển thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Đó, thì mọi người yên tâm là trên chiếc đầu này thì sẽ có một cái màn hình hiển thị 6,5 inch rất là lớn, to hơn cả một chiếc điện thoại. Và màn hình này thì hoàn toàn sử dụng cảm ứng, cho nên là chúng ta sẽ điều khiển toàn bộ hoạt động của chiếc đầu này một cách rất dễ dàng. Đó. Cảm ứng này rất là nhạy luôn. Đó. Đó. Ok. Đó. Và với cái sự thành công của mình thì
không chỉ đến từ những cái design, từ cái linh kiện, mà họ còn có một cái sự thành công nữa trên những chiếc đầu CD của mình, đó chính là kết hợp cái mạch giải mã rất là thời thượng để có thể chơi nhạc số thông qua các cái nguồn vào, ví dụ như là cáp quang, cáp đồng trục USB hay HDMI đó. Và cái độ phân giải của những chiếc đầu này thì có độ phân giải rất là tốt, lên tới 32 bit và chơi được cả nhạc DSD đó. Và đây là những cái rất là tiện ích để cho mọi người chơi nhạc số ngày nay đó. Và thêm nữa thì họ cũng tích hợp một cái khả năng để thay đổi màu âm rất là tiện lợi, đó chính là có thể chuyển đổi sang cái chế độ chơi bóng đèn đó, tức là chúng ta chỉ cần kích hoạt cái nút hình bóng đèn ở đây thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ bóng đèn, trong đó thì bên trong thân máy sẽ có hai cái bóng đèn xuất âm để cho ra những cái màu âm ngọt ngào, chi tiết và ấm áp nếu như chúng ta chơi nhạc bolero, nhạc trữ tình đó. Còn nếu như chúng ta muốn chơi tiết tấu nhanh hơn, sắc nét hơn và chi tiết hơn thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ thường đó. Đó là chúng ta đã chuyển sang cái chế độ chơi bán dẫn bình thường rồi, thì cái tốc độ, cái nhịp độ cũng như là cái độ phân giải nó sẽ rất là tốt để chúng ta chơi những cái dòng nhạc mà cần chi tiết hay là cần tiết tấu nhanh đó. Bởi vì Metronome đã nghiên cứu và phát triển cho mình những cái mạch để có thể chuyển đổi nhanh giữa hai cái nguồn tín hiệu là đèn và tín hiệu analog thông thường đó. Với cái phần mạch nguồn thì họ cũng sử dụng hai biến áp xuyến đó, cung cấp nguồn điện cho máy hoạt động ổn định và bền bỉ. Ngay cả phần giải mã thì họ cũng thiết kế dạng dual mono, tức là sẽ hai kênh sử dụng chip riêng biệt. Đây cũng là một trong những cái thiết kế có thể nói rằng trên những chiếc đầu cao cấp thì mới xuất hiện những cái phần thiết kế dual mono như vậy. Ở phía sau thì rất nhiều những cổng input và output kỹ thuật số, vì đây là một chiếc đầu có tích hợp khả năng giải mã chất lượng âm thanh lên tới 32 bit, và ngay cả những file nhạc DSD thì nó cũng có thể giải mã rất là tốt. Đầu tiên từ bên tay trái chúng ta nhìn sang thì sẽ có một công tắc nguồn đó, có một ổ cắm nguồn đây, dây nguồn số 10, và hàng bên này thì sẽ chứa những cái input và output digital kỹ thuật số, còn bên này thì sẽ chứa đường ra analog dưới hai định dạng là ba lăng và RCA. Và những cái rắc RCA này thì đều được tuyển chọn và được mạ vàng rất là đẹp cũng như là nổi bật, giúp truyền dẫn tín hiệu tốt và cắm rút chặt chẽ, không bị ăn mòn bởi không khí đó. Và bên trên thì chúng ta sẽ có đây là có 1, 2, 3, 4 đường output kỹ thuật số, một đường HDMI này, một đường cổng kỹ thuật số ba lăng này, một cổng kỹ thuật số coaxial đồng trục này, một cổng kỹ thuật số output cáp quang đó. Còn bên dưới này thì sẽ có rất nhiều đường input đây, có hai cổng input ba lăng, hai cổng input coaxial, hai cổng input optical và một cổng USB để kết nối với máy tính. Như vậy là chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 7 đường vào kỹ thuật số, thoải mái để kết nối với rất nhiều những thiết bị phát nhạc số cho tín hiệu qua chiếc đầu này, giải mã để nâng cao chất lượng âm thanh. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về một chiếc đầu rất cao cấp đến từ thương hiệu Metronome của Pháp, có model là AQWO. Đây là sản phẩm đầu Ultra High End để phục vụ cho chúng ta chơi đĩa CD, SACD và giải mã nhạc số cho chất lượng âm thanh nhạc số được hay hơn. Chiếc đầu này thì đang có mức giá niêm yết là 612 triệu đồng. Tuy nhiên thì tại Bà Hồng Audio luôn có những mức giá rất là tốt. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Bà Hồng Audio để có mức giá tốt nhất. Và đặc biệt là bên em đang có sẵn cả hàng lướt để chúng ta có thể sở hữu với mức giá siêu êm nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ chiếc đầu Metronome AQWO này. Desire.
dream that I need somebody like you. Jesus.